Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn món cánh gà và đùi gà chiên nước mắm. Xin mời các bạn cùng xem nhé. Và nguyên liệu chính của chúng ta hôm nay đó là đùi gà và cánh gà nha các bạn. Thịt trông rất là tươi và rất là ngon. Tiếp theo là cải bắp, dưa leo và cà chua nha các bạn. Ăn kèm với thịt gà đó là cải bắp, dưa leo và cà chua. Và chúng ta cho gà vào thau, sau đó chúng ta sẽ cho muối vào. Và ta trộn đều lên. Và ta sẽ rửa cho thật là sạch gà nha các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ bắt nồi nước lên để chúng ta trụng gà lại. Trụng gà cho nó săn lại, chúng ta chiên gà nó sẽ rất là ngon. Trong thời gian chúng ta chờ nước sôi thì chúng ta sẽ rửa cà, dưa leo và bắp cải nha các bạn. Trông thấy rau, cà chua và dưa leo rất là tươi và ngon. Rồi bây giờ nồi nước của chúng ta đã sôi rồi thì chúng ta sẽ bỏ gà vào và chúng ta sẽ trần sơ nó luộc khoảng 3 phút thôi nha các bạn, không luộc lâu, khoảng 3 phút thôi để cho gà mình nó săn lại và chúng ta chiên thì gà nó sẽ rất là ngon. Sau khi luộc được khoảng 3 phút rồi thì chúng ta đổ gà ra và chúng ta rửa nước lại. Trông rất hấp dẫn nha các bạn. Nhìn thấy gà rất là ngon nha các bạn. Và tiếp theo là chúng ta đập tỏi ra và sau đó chúng ta sẽ bằm tỏi nha các bạn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cho dầu vào chảo và chờ chảo nóng rồi chúng ta bỏ gà vô nha các bạn. Ta chiên gà. Chảo dầu nóng rồi đó, bây giờ chúng ta bỏ gà vô nha.
Và công đoạn tiếp theo đó là chúng ta làm nước sốt nha các bạn. Nước sốt thành phần gồm có là nước mắm nè, một ít bột ngọt, một ít đường. Tiêu xay và thêm một ít nước nữa nha các bạn. Và sau đó chúng ta khuấy đều lên nha các bạn. Bây giờ gà đã chuyển màu và đã sắp chín rồi đó các bạn. Rồi, gà chín rồi, chúng ta vớt gà ra nha các bạn. Trong gà vàng ươm nhìn rất ngon và rất hấp dẫn nha các bạn ơi, thấy thèm quá. Và tiếp theo ta cho dầu và bỏ tỏi vô nha các bạn, ta phi tỏi lên. À, khi chúng ta thấy tỏi nó vừa vàng mà có mùi thơm rồi, chúng ta sẽ quậy và đổ nước sốt cho nha các bạn. Sau đó ta cho nước sốt vô, ta khuấy đều nó lên. Khi nào ta thấy nước sốt mà nó hơi xanh xánh lại là bắt đầu chúng ta sẽ bỏ gà vô. Đó, bây giờ chúng ta bỏ gà vô nha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ trộn đều lên. Đó, trộn đều lên. Trộn đều cho cái nước sốt nó thấm vô cái thịt gà. À, khi nào mà nó thấm vô hết xong rồi chúng ta sẽ tắt bếp. Nhìn quá hấp dẫn, quá đẹp. Nhìn thấy là thèm rồi đó các bạn ơi. Rồi, chúng ta chuẩn bị cho rau rồi cà với dưa leo lên trên dĩa và chúng ta sắp thịt lên nha các bạn. Nhìn quá đẹp, quá hấp dẫn luôn các bạn ơi, hấp dẫn quá. Mình xin mời mọi người cùng thưởng thức nha. Rất ngon các bạn, ngon lắm.
Và có một điều đặc biệt là mình chiên theo cái kiểu này thì mình để tới chiều luôn, thì cái gà nó vẫn không bị mềm mà vẫn giòn nha các bạn. Thắng nhai nghe giòn thấu rồi các bạn, nghe gụm 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 luôn á. Anh nói lấy cái bàn gì? Rồi mình xin mời cả nhà nha.